Xin chào tất cả các Gosu. Cảm ơn các Gosu đã quay trở lại với kênh của Nô. Hôm nay thì Nô xin giới thiệu với các Gosu cách tạo một cái máy bay bằng giấy. Cái này là hồi bé bố Nô dạy Nô cách gấp. Giờ để làm video này thì cảm ơn bố mình. Nô hay gọi cái máy bay này là máy bay hình con chim én nhé. Đó. Rồi, cách tiến hành. Các Gosu lấy tờ A4 này, cắt làm đôi thì ta được tờ A5 nhé. Và bắt đầu gấp cái hình vuông huyền thoại, gấp chéo này, gấp một cái đường chéo, tạo cái hình vuông như mọi khi, như các cái video trước Nô có hướng dẫn. Sau đó gấp phần thừa này, gấp vào đây. Rồi. Hơi thừa đây này, nó vẫn lệch mấy ly này, lộn ngược lại, vuốt cho nó thẳng mép, gấp đôi nhiều khi nó không đúng đâu. Đấy, nó vẫn sai vài ly, không ảnh hưởng lắm, chỉ tương đối thôi. Ok. Sau đó thì đấy nhá. Sau đó thì lấy dao dọc đi thôi. Đây, dao Nô đã chuẩn bị kỹ rồi. Có dán tên thiết các thứ. Rồi. Xong. Dọc đi, sau đó thì ta được hình vuông. Đó. Nô gấp tờ A5 cho nó vừa khung hình. Bình thường gấp tờ A4 thì cái này nó rất là to, quay không hết. Hy vọng là Gosu, các Gosu ủng hộ. Rồi ok, sau đó gấp đường chéo ở đây nữa nha. À, cái phần đuôi lúc nãy bỏ đi thì để đây, tiện nó cắt cái đuôi của cái máy bay. Mình sẽ bỏ hết ra ngoài để không làm ảnh hưởng việc gấp cả ra nữa. Đó. Ok. Sau đó thì trộn cái này vào này. Ta được hình tam giác. Vuốt thôi. Rồi, chọn cạnh đẹp nhất để mà gấp nha. Gấp lên. Cái chỗ này xấu đi, che đi thôi. Đấy, nó thành ra. Vì lúc nãy dọc là nó đã lệch rồi. Sau đó gấp cái này lên. Đây nhá, gấp chéo. Lên. Bên này gấp ngược lại. Chỗ nào mà các Gosu không hiểu thì các Gosu cứ để lại bình luận phía bên dưới, Nô sẽ giải thích.
Nô đã làm theo cảm nhận là dễ nhất có thể rồi. Còn nếu mà vẫn khó hiểu quá thì các cô Su cứ để lại bình luận phía bên dưới. Góp ý cho nô. Rồi, khi gấp chéo này ta được bên này và bên này, ta chụm lại. Đó. Bên này cũng thế. Ta được như này. Rồi, sau đó gấp đôi nó vào. Đây. Gấp đôi. Tại giá mũi của cái máy bay. Đấy, đã được phần đầu rồi. Tiếp tục phần đuôi, lấy cái phần thừa lúc nãy dọc như này, gấp đôi nó vào. Sau đó dùng kéo chéo, vát chéo này đi. Rồi, bỏ ra ngoài. Đây, được như này. Đút vào trong đây. Mở cái này ra. Đây. Đút nó vào. Rồi, đã xong. Rồi. Đã cấp xong. Hy vọng là các Gosu thích nó. À, một cái lưu ý nữa nhé. Là các Gosu bóp cái này này. Cho cái này nó dẹp ra. Cầm cho nó dễ, phi cho nó tiện. Rồi. Nô xin dừng clip. Hẹn các Gosu trong những clip tiếp theo, tạo những vật tiếp theo. Bye bye.